Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với một trò chơi rất là đặc biệt. Đó là trò chơi nhặt viên kim cương nhé. Chúng ta sẽ nhặt những viên kim cương này theo màu sắc vào các cái hộp nhỏ nhỏ này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chọn các cái viên kim cương màu trắng nè. Chà, viên kim cương màu trắng nè. Đều đây, đều cái hộp màu đỏ này. 2 viên nè, 3 viên nè, 4 viên, 5 viên nè. Chà, ui, một cái cúc áo bằng kim cương này các bạn. 6 viên nè. Chà, 7 viên nè, 8 viên nè. 8 viên kim cương màu trắng nha. Viên kim cương màu trắng này và 10 viên kim cương màu trắng nè. Bây giờ chúng ta sẽ tìm các viên kim cương màu tím nhá. Viên kim cương màu tím này để trong cái hộp màu cam này. Nhặt màu tím à, 1 viên kim cương màu tím này, 2 viên này, 3 nè, 3 viên kim cương màu tím rồi nha. 4 nè, 5 viên kim cương màu tím nè, 6 nè, 7 nè. Đâu nữa nhỉ? Viên. Chúng ta đã nhặt được 9 viên kim cương màu tím rồi nha. Viên kim cương màu tím hiếm quá nhỉ. Có 9 viên đây các bạn. Và chúng ta sẽ nhặt viên kim cương màu hồng nha. Màu hồng có vẻ rất nhiều nha. Đây, chúng ta sẽ để vào đây. Để viên kim cương màu hồng vào đây. Để vào đây. 1 nè, 2 viên màu hồng nè, 3 viên màu hồng nè, 4 nè, 5 viên màu hồng nè, 6 viên màu hồng nè, 7 viên màu hồng nè, 8 viên màu hồng nè, 9 viên màu hồng nè, 10 viên màu hồng. Chà, là có một chục viên màu hồng để trong một cái hộp màu cam. Thật là tuyệt vời. Tiếp theo chúng ta nhặt những viên màu vàng nào. 1 viên màu vàng, 2 nè, 2 viên màu vàng, 2 lỗi, đây không phải màu vàng, đây là màu cam. 1 các bạn, 1 viên màu vàng, 2 viên màu vàng, 3 viên màu vàng, 4 nè, 5 viên, 6 viên, 7 viên nè, 7 viên, 8 viên màu vàng, 9 viên màu vàng,
10 viên màu vàng. À, chúng ta lại có 10 viên màu vàng. Và bây giờ chúng ta sẽ nhặt những viên màu cam. Màu cam chúng ta để vào đây. Một viên màu cam, 2, 3 viên màu cam. Đây không phải màu cam. Màu cam chúng ta nhặt được 3 viên rồi này. Màu cam có vẻ rất là ít nha. Đây rồi, 4 viên màu cam. Chúng ta chỉ nhặt được 4 viên màu cam thôi. Có 4 viên màu cam các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ nhặt những viên kim cương màu xanh da trời. Xanh da trời chúng ta để vào đây. 1 này, 2, 3, 6 viên màu xanh da trời, 7 viên, 8 viên, 9 viên. Rồi viên màu xanh da trời. À màu xanh lá cây. Nó có 10 viên màu xanh lá cây. Bây giờ chúng ta sẽ nhặt những viên màu xanh da trời. Đây rồi, chúng ta nhặt những viên màu xanh da trời. Nào. 1 viên. Viên 5, 6, 7, 8, 9, 10 viên màu xanh da trời. Nào, chúng ta xem nào. Chúng ta có màu xanh da trời rồi này. Màu cam này. Màu trắng này. Màu tím này. Hồng nè, màu vàng nè, màu xanh lá cây nè, màu xanh lá cây đi các bạn. Còn thiếu màu đỏ nữa, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm viên kim cương màu đỏ nha. Viên, 2 viên này, 3 này, 4 này, 4 viên kim cương màu đỏ, 5 này, 6 viên kim cương màu đỏ. Chúng ta chỉ tìm 6 viên kim cương màu đỏ ở đây thôi các bạn. Chà, thật là tuyệt vời. Đã có rất nhiều kim cương. Ôi, thật là tuyệt vời. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn.
gặp lại các bạn vào những video sau. Các bạn nhớ đăng ký để xem những video mới nhất của chúng tớ nha. Xin chào tạm biệt.